Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 5 thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng cô lắng nghe câu chuyện Sophia Dũng Cảm được trích từ cuốn sách Chuyện đọc mở rộng lớp 5 do Quibook phát hành. Xin mời các em cùng lắng nghe. Sophia Dũng Cảm. Bố của Sophia là bác sĩ, còn mẹ em là giáo viên. Công việc của bố mẹ đều rất bận rộn, nên mỗi ngày Sophia đều chăm sóc em gái và làm hết việc nhà. Sáng nay, trước khi đi làm, bố dặn Sophia: "Hôm nay bố phải trực, mẹ cũng về muộn, chiều con nhớ đón em tan học sớm kẻo em đợi con nhé." "Dạ vâng ạ, con chào bố ạ." Chiều nay, Sophia được nghỉ, cô bé cẩn thận dọn nhà, giặt quần áo, tưới cây và chuẩn bị nấu ăn chiều. Mải miết làm việc, Sophia quên mất giờ đi đón em. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 5 rưỡi chiều. Sophia đóng sập cửa lại, chạy băng băng ra khỏi nhà. Tới cổng trường, Sophia thấy cửa đã khóa, xung quanh vắng tanh, cô bé hớt hả chạy khắp thành phố. Đến một con ngõ, Sophia nghe thấy tiếng em thất thanh: "Bố mẹ ơi, chị ơi, cứu con với." Sophia hốt hoảng chạy vào con hẻm, trông thấy em đang bị một người đàn ông lạ mặt nhấc bổng lên. Sophia lao vào, túm chặt lấy áo người đàn ông, còn người đàn ông nhất quyết không chịu buông tay, kéo lê hai chị em Sophia dưới đất. Người dân xung quanh phố nghe thấy tiếng khóc lớn, vội vã chạy tới. Thấy hai chị em Sophia đang bị bắt đi, mọi người hét lên. Người đàn ông thấy thế, liền buông hai đứa trẻ ra và chạy mất. Em gái sợ hãi, nhào vào lòng Sophia khóc nức nở: "Em sợ lắm, chị ơi." "Chị xin lỗi sang ra, tại chị đã không tới đón em sớm hơn." Sophia vỗ về em. Mọi người xung quanh nhìn hai chị em xúc động và khen Sophia quả là một cô bé dũng cảm, thương em. Theo Nhung Ly. Qua câu chuyện Sophia dũng cảm, chắc hẳn các em đã rút ra được bài học cho riêng mình. Em cần ghi nhớ lời dặn dò của người lớn, đừng chủ quan, lơ là nhé. Bởi bất cần sự lơ là chủ quan nào cũng có thể đem lại hậu quả nặng nề cho chính bản thân chúng ta và cho người khác. Và đồng thời, các em cũng hãy luôn yêu thương những người thân trong gia đình của mình giống như bạn Sophia nhé. Vậy là chúng ta đã nghe xong câu chuyện Sophia Dũng Cảm được trích trong cuốn sách Đọc Mở Rộng Lớp 5 do Quibook phát hành. Hẹn gặp lại các em trong các bài đọc tiếp theo.